Hello, chào toàn thể anh em 57 chim ha. Hôm nay mình tiếp tục lại quay cái mẫu máy băng cho anh em tham khảo nữa ha. Cái máy mà hôm qua mình nói cái máy của ông anh á, ông gáp lên em. Đây. Máy cũ nè. Do cái vỏ này nó cũ quá, mấy cái móc này nè nó khó gáp quá. Mấy cái này nó mềm quá anh em. Nên mình đổi cái vỏ này cho ảnh luôn nè anh em. Đây. Cái vỏ này ha. Vỏ này thì nó còn cứng hơn ha. Giờ mình mới gấp xong nè. Giờ mình test máy cho anh em nghe tham khảo chơi ha. Anh em nào cần máy băng hoặc là cần sửa chữa cái máy băng thì anh em cứ alo cho mình ha. Cái máy mình thì nó có chống ngược cực nha anh em. Lỡ anh em mà kẹp lộn đồ nó cũng không sao nha. Giờ mình sẽ thử cho anh em ha. Mình sẽ ấn nút cho nó quay luôn ha. Đó. Xong rồi cái đầu kẹp nha anh em. Bên đây là trừ nè. Khoan để mình dời cho nó gần chút anh em. Bên đây là trừ ha. Dây này là dây cộng, bên đây là cộng ha. Giờ mình cho nó hoạt động máy ha. Cái máy chạy ha anh em. Đó. Giờ mình sẽ kẹp ngược lại ha. Máy không chạy nha anh em. Đó. Em thấy không? Anh rồi luôn nè. Bắt đầu mình sẽ đổi lại ha. Máy mình có chống ngược cực nha anh em. Đó. Lỡ anh em có kẹp lộn nó cũng không sao nha anh em. Anh em lưu ý ha. Yên tâm ha. Này là công tắc gạt tiếng nha anh em. Do ở trong nhà nên nó nghe hơi dội dội á, anh em nghe thông cảm ha. Còn cái này là chậm lẻ nè, mình chưa gắn vô nó nè. Rồi. Video đến đây cũng kết thúc nha anh em. Hẹn anh em khi nào mình có gáp máy mình quay tiếp cho anh em xem tham khảo ha. Anh em nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình ha. Để anh em nhớ đăng ký kênh nha để theo dõi những cái video mới nhất của mình đó. Mai mốt này mình sẽ ra đánh chim trực tiếp cho quay thực tế cho anh em xem nữa ha. Rồi, chào anh em ha. Chúc anh em Noel, mùa Noel vui vẻ ha. Và anh em nào đánh chim thì chúc anh em đánh thật nhiều chim nha.